Còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết, các đơn vị thi công đường bên của đường nối hai cao tốc phải hoàn thành theo kế hoạch đã cam kết với tỉnh và phục vụ nhân dân đi lại dịp Tết. Trong các tuần của tháng 1 này, gần 20 mũi thi công của tập đoàn Xuân Trường vẫn đang tập trung làm với tinh thần vượt nắng thắng mưa để đảm bảo tiến độ. Tối cũng làm, nghĩa là làm 3 ca trong ngày đấy, đến 3 giờ sáng bắt đầu mới được huy động tối đa hết tất cả các phương tiện, máy móc và nhân lực để phục vụ cho công trường. Có những công nhân ở xa, có khi mấy tháng mới tranh thủ về được. Dự án thành phần 2.2 đường song hành của đường Vành Đai 4, mới đây, ngay khi có mặt bằng và đường vào, nhà thầu là công ty Lizen đã mở thêm một mũi thi công tại huyện Văn Lâm để đẩy nhanh tiến độ san lấp làm nền đường và thi công trong điều kiện có mặt bằng đến đâu sẽ bố trí máy móc để làm. Nếu như mà có được cái đường công vụ thì vật liệu có thể tập kết một vài điểm chính và sau đó là thiết bị thi công ở trong hành lang của dự án và trung chuyển như vậy thì sẽ giảm bớt được tiếng ồn, giảm bớt được cái bụi ra ngoài môi trường.